Qua ba mùa thi đầy gay cấn và hấp dẫn của Tứ Tài Siêu Nhí, chương trình đã lần lượt tìm được ba quán quân tài năng và xuất sắc. Năm 2019, Tứ Tài Siêu Nhí mùa 4 đã quay trở lại. Vòng sơ tuyển đã bắt đầu khởi động trên khắp cả nước. Tại Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2019, khách sạn Đà Nẵng Golden Bay, số 1 Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tại Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2019, trụ sở báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại Cần Thơ, ngày 20 tháng 4 năm 2019, khách sạn TTC Premium Cần Thơ, số 2 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2019, nhà hàng tiệc cưới Queen Plaza, số 16A Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ bây giờ, các tài năng nhí có tài năng ca hát, nhảy múa, diễn xuất, ca cải lương và những tài năng đặc biệt khác, hãy đăng ký tham gia chương trình bằng cách đúng thời gian sơ tuyển đến tại khu vực đăng ký trực tiếp để làm thủ tục và nhận số báo danh. Truy cập facebook.com/tứ tài siêu nhí hoặc đường dây nóng 090 997 1047 để biết thêm thông tin chi tiết.